Cách đây 6 năm, thấy cây bơ cho hiệu quả kinh tế cao, anh Đào Văn Minh ở thôn 7, xã Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đã trồng sen canh. Nhưng khi bơ vừa có trái, cũng là lúc giá bơ bắt đầu hạ, chỉ còn từ 30 đến 35.000 đồng một kg. Năm nay loại bơ tốt thì trên dưới 10.000 đồng, bơ thường chỉ khoảng 2.000 đồng một kg, nhưng cũng không có người mua. Bà con cũng mong muốn làm sao là mình làm được một cái hợp tác xã để cho cái người làm dân thì họ cũng có cái đầu ra cho nó ổn định cho bà con, cảm thấy yên tâm sản xuất. Ea Tiêu là một trong những xã có diện tích bơ nhiều nhất huyện Chư Quynh, nhưng đến nay người trồng bơ đã bắt đầu chặt bỏ để trồng các cây trồng khác. Nhiều vườn đến thu hoạch nhưng người dân không thu hái vì giá quá thấp, quả bơ rụng đầy vườn. Như năm nay là hầu như phần đá là phá hết rồi, bởi vì không có hiệu quả. Mới hiện bây giờ có 5.000 hòn chả múa, mà bơ là bơ bụt với bơ 034 đấy, là bơ ngon nhất đấy. Là thành lập các cái hợp tác xã, rồi tổ hợp tác để cùng với nông dân, đồng hành cùng nông dân chuyển giao các khoa học kỹ thuật, đặc biệt là xử lý các cái dịch vụ đầu ra cho nông dân khi nông dân có sản phẩm. Đắk Lắk hiện có khoảng 9.000 hecta bơ, các giống đặc sản như 034, Sáp, Bút, Bơ Hát. Diện tích bơ cho thu hoạch khoảng 5.400 hecta với sản lượng khoảng 82.000 tấn một năm. Riêng huyện Chư Quynh hiện có khoảng 200 hecta bơ, chủ yếu là trồng sen trong cà phê. Nhưng do đầu ra không ổn định, chưa hình thành được chuỗi giá trị, nên việc mua bán vẫn phụ thuộc vào thương lái, khiến giá bơ rất bấp bênh. Phần thua thiệt luôn thuộc về nhà vườn trồng bơ.